Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em lại quay trở lại cái ao hoang mà lần trước em có chia sẻ với các bác ấy. Em sẽ để một cái đường link Google Map ở dưới phần bình luận của video nhé. Bác nào mà muốn đến đây câu thì có thể tham khảo. Ở đây thì còn khá nhiều cá diếc, cá chép thì thỉnh thoảng vẫn gặp, còn rô phi thì vẫn còn nhiều. Hôm nay em vẫn sử dụng cái cần cúp dân Goldfish 2m7 này các bác nhé. Cần này mua trên Shopee 50k. Trục thì 1.0, thẻo 0.6 và lưỡi không ngạnh 0.3 nhé. Về bài mồi thì em vẫn sử dụng cái bài mồi đã chia sẻ với các bác ở trên kênh rồi đấy. Mừng các bạn. Mới đầu cá mường nó vào nó phá rồi. Con trống móm đầu tiên. Trống móm này còn đóng sốc của người. Câu của em. Giờ anh bắt đầu ra đây. Làm chưa tốt rồi anh? Ờ. Mới đầu mương con nó phá mạnh lắm. Mương à? Ở đây làm cá giếc à? Ờ, giếc thì cũng nhiều. Hả? Anh câu được nhiều chưa? Anh câu được mấy hôm à? Ấy. Anh ở đây anh câu 10 phút anh câu giỏi. Bắt được 5 6 cân. À. Anh câu thì con cân được không? Vớt đợi cá con nó hết phá đó, giết nó vào đông thì mới vớt, nhưng còn bình thường cá con nó phá thì vớt cũng không thua. Đấy. Bảo sao cắn giật không được ấy. Toàn cái loại đấy trước, nó vào trước. Này, toàn loại bằng này nó phá kinh lắm. Mới đầu nó vào nó ăn mạnh. À, con này khá. Hai ngón tay cứ tầm đấy giờ lên là đẹp nhé. Cắn kiểu đẻo thật, cứ lên lên xuống xuống. Ở đây tệ nạn nhiều lắm. Úi giời, ô tô cẩn thận nó cũng vặt mất gương.
Nhất là xe pháo khóa cẩn thận mà. Sông nào em? Úi xa. Chạy tít thế. Bé. Hai ngón tay. Em đi qua cái sông nào? Qua cái cầu cái gì? Sông đấy không có cá. Toàn rô phi thôi. Sông đấy rô phi bảy màu thì em câu mà giật cháy nung nách. Bé quá. Anh không có dây. Ây giời, giết khổng lồ. Úi giời. Em sang lấy anh cái vật. Con này xem là đóng sâu không? Đâu vào đâu anh? Thả vào đây. Thôi rồi, anh đưa lên, đóng sâu phết. Chà chà, còn thế. Ôi xa. Như săn được hàng. Bàn tay ạ, gần bàn tay đấy. Giết đẹp. Chứ em tin được một cặp như thế. À. Cứ thẳng trôi. Đấy, cứ phải lên con đấy chạy nó phê. Anh bỏ vật ra có gì nếu mà em lên hàng thì sang lên đấy nhá. Biết đâu làm con chép thì nó cái bị động. Hầu như hôm nào anh câu cũng gặp chép đấy, nhưng hôm nay chưa thấy gì. Chép cũng không cần, mấy nạng cũng không cần lắm, bắt mấy con giếc ấy, ăn thơm thịt nhỉ. Đấy có cái bong rồi. À. Thank you.